Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bát ngọc của vị tướng xạ thủ. Đây là vị tướng Kedika. Thì vị tướng này á, mình sẽ lên ngọc cho vị tướng này có cái sát thương chí mạng và tỷ lệ chí mạng cũng giống như là vị tướng John và vị tướng Thanat nha. Nhưng mà đặc điểm hai vị tướng này á, thì mình sẽ lên cho nó tốc đánh cao hơn và có cái lượng hút máu. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cái bát ngọc. Đầu tiên mà khi chơi Kedika đó thì mình sẽ lên công vật lý là cộng 9, tỷ lệ chí mạng là cộng 6,2%, xiên giáp là cộng 64, hút máu là cộng 3,2%, sát thương chí mạng là 21,6%, tốc chạy là 8% và tốc đánh là 14%. Thì cái vị tướng này á, khi chơi thì không có cần tốc đánh cao như là một số vị tướng AD như là Wenheel hay là Phoenix hay là Lindis, và cũng phải có tốc đánh tương đối chứ cũng không cần quá thấp nha mọi người. Thì sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc. Đầu tiên thì 10 viên ngọc đỏ mình sẽ lên tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng là 6 viên, tỷ lệ chí mạng là 0,7%, sát thương chí mạng là 3,6%. 4 viên còn lại thì mình sẽ lên là tỷ lệ chí mạng và tốc đánh, tỷ lệ chí mạng là 0,5%, tốc đánh là 1,6% nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím, mình sẽ lên là tốc đánh là 1%, tốc chạy là 1%, mình sẽ lên 10 viên nha mọi người. Mình lên 8 viên chứ, sorry mọi người nha. Tốc đánh tốc chạy là 1%, mình lên 8 viên. 2 viên còn lại mình sẽ lên hút máu. 2 viên hút máu cho mọi người, 1,6% là được 3,2% hút máu. Về ngọc xanh 10 viên mình sẽ lên là công vật lý và xiên giáp nha. Công vật lý là cộng 0,9, xiên giáp là cộng 6,4, mình sẽ lên là 10 viên. Thì đây là cái phần bản ngọc. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị và phù hiệu. Thì trang bị của vị tướng Kedika đó thì nó cũng giống như một số vị tướng AD khác. Thì nếu mà người chơi chung Kedika, vị tướng John và Thanat thì mọi người có thể dùng chung trang bị và bản ngọc luôn cũng được nha. Thì cái trang bị này á, đầu tiên là chiếc giày du mục nè. Nếu mà đi đường mà gặp tem bạn mà gặp pháp sư mà sát thương cao thì mình nên đi lên chiếc giày kiên cường nha. Còn không mình lên giày du mục. Món thứ hai thì mình lên thánh kiếm. Món thứ ba thì cái chỗ này là Thunderbolt Tab hoặc là cái vuốt khung tàn. Nếu mà trường hợp á, cái vuốt khung tàn này á mọi người, là cái tốc đánh nó cao hơn Thunderbolt Tab. Nhưng mà cái Thunderbolt Tab á là cái khả năng kháng hiệu ứng từ sát thương pháp thì rất là tốt. Nên là nếu mà tem bạn mà có hai pháp sư thì lên cái Thunderbolt Tab. Còn nếu mà một pháp sư á thì lên cái vuốt khung tàn chỉ thôi. Món thứ tư này mình sẽ lên cây cung tà ma. Cây cung này siêu hút máu nha. Món thứ năm thì mình sẽ lên cây kiếm Mugamasa. Nếu trường hợp mà tem bạn á thì có các vị tướng đỡ đòn đó trâu hoặc là vị tướng đấu sĩ mà máu nó dày á thì lên cái này để mà đánh xiên giáp nha bạn. Cuối cùng là giáp phong mệnh. Thì khi lên full xong bản đồ 6 món thì mọi người có thể trang bị một món khác thay cho giáp phong mệnh. Mọi người có thể lên món này, món công nha. Một là mình sẽ lên là cây nanh phoenix. Đây là cây kiếm đánh sát thương rất là cao. Còn hai thì mình sẽ lên cái liềm đoạt mệnh luôn. Còn cái khung tà ma này nè, thì trường hợp á mình không cần hút máu nữa thì mình có thể lên một món khác. Mình công hoặc là thủ nha. Công thì mình lên nhiều món rồi, nhưng mà thủ thì một món đi. Mình có thể lên cái áo tròn, áo tròn băng giá mọi người. Tùy trường hợp nha, nếu mà không cần hút máu nha. Còn về cái phần phù hiệu á thì mình chọn cái phù hiệu là tinh linh. Đây tinh linh. Dưới đây thì bảo mệnh nè. Ở đây thì mình chọn hạ tăng CT nha. Rồi cái phần mình chia sẻ về bản ngọc của vị tướng Kedika mùa này đến đây là hết. Qua video này á thì mọi người có muốn mình làm về ngọc của vị tướng nào á thì mọi người cứ comment bên dưới, mình sẽ làm bản ngọc chia sẻ đến tất cả mọi người nha. Thì sau video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số cái kiến thức về cái trang bị mà lên khắc chế á, thì những cái video sau mình sẽ làm để chia sẻ mọi người nha. Rồi sau đây mình sẽ chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.